hoan, hạnh phúc. Và chắc chắn rằng họ đã nở những nụ cười viên mãn trên đôi môi và thể thống phẩm tận đáy lòng của mình. Những người bố, người mẹ, vâng, xin được chào đón đại diện hai gia đình trở về sân khấu. À, kính thưa tất cả quý vị, mọi người có thể dành thêm một tràng pháo tay lên lớn được không ạ, để chào đón hai gia đình chúng tôi ạ. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, cho phép ban tổ chức chúng tôi trên sân khấu lúc này đây xin được trân trọng giới thiệu lại cùng với tất cả quý vị về phía quý quân viên gia đình của họ, đàn trai hôm nay. Đó là sự hiện diện của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng và bà Lê Thị Hiến, vâng, đến từ thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Trang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Còn về phía gia đình của quý quan viên cô dâu, vâng ạ, cũng đến từ quê hương Vĩnh Trang, Vĩnh Linh, Quảng Trị, nhưng đến từ thôn Tân Trại 2. Và sự hiện diện trên sân khấu là người bố, người mẹ của cô dâu Ngô Thị Kim Yến, vâng ạ. Đó là gia đình của ông Ngô Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Luật. Và xin mời tất cả quý vị, ngay từ bây giờ, chúng ta lại dành rất một tràng pháo tay đặc biệt nữa để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta. Đó là sự hiện diện của chú rể và cô dâu, họ sẽ trở về trong buổi lễ hạnh phúc hôm nay. Xin chân thành kính mời. Kính thưa tất cả mọi người, như tất cả mọi người đã nhìn thấy chưa, bức tranh hạnh phúc của đại gia đình của chúng tôi đã trọn vẹn rồi. Vâng ạ, đã hạnh phúc. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta lại dành thêm một tràng pháo tay thật lớn được không mọi người ơi, để chúc mừng cho đại gia đình của chúng tôi trong ngày hạnh phúc trong năm hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khách quý rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay trời đã vào thu nhưng lại một ngày rất đối bình thường đối với tất cả quý vị khách quý, đúng không ạ? Ngày vâng ạ mà hai gia đình của chúng tôi chính thức kết mối tình thông gia là một ngày vô cùng đặc biệt của cô dâu và chú rể trong cuộc đời của họ, khi họ chính thức nên duyên vợ chồng hạnh phúc trăm năm. Và trước những tình cảm của tất cả quý vị khách quý, những tình cảm xa có gần có đã bỏ chút thời gian và ngọc của mình để trở về đây chia vui chúc mừng, thì ngay từ bây giờ ban tổ chức chúng tôi xin được nhường lời lại với một vị đại diện của gia đình họ đàn trai. Hôm nay họ là những người chủ hôn, chủ lễ, chủ buổi tiệc hạnh phúc này, sẽ có đôi lời phát biểu trang trọng, chân tình để gửi tới tất cả quý vị khách quý. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể bà con cô bác, thưa toàn thể bạn bè gần xa của hai gia đình. Hôm nay ngày hạnh phúc nhất của hai con, cũng là ngày mà hai gia đình chờ đợi rất lâu. Cho nên là sự hiện diện đông đủ của quý vị, quý bà con cô bác và bạn bè gần xa là một vinh dự rất lớn đối với hai gia đình của chúng tôi. Xin được tỏ lòng biết ơn tấm chân tình của quý vị, cùng xin gửi đến các quý vị, các bạn, bà con cô bác lời chúc sức khỏe, chúc cho tất cả mọi người luôn bình an, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cuối cùng, xin được quý vị, các bạn lưu tâm thêm chút thời gian trong buổi trưa ngày hôm nay nữa, để cho cuộc vui của hai gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay thêm phần trọn vẹn. Xin cảm ơn. Vâng ạ, những lời phát biểu mỗi lúc là mỗi khai tràng. Vâng ạ, đó chính là những cảm xúc rất thật. Vâng ạ, của gia đình của chúng tôi gửi tới tất cả quý vị khách quý. Xin được cảm ơn lời phát biểu của ông bố chú rể rất nhiều. Và bây giờ kính thưa tất cả quý vị khách quý, vâng, mời cô dâu và chú rể, 12 em sẽ lần lượt đến với từng nghi lễ thể hiện sắc màu tình yêu của mình. Đầu tiên xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy nhẹ với không của mình, hãy trở về với tháp bánh kem và hãy cùng chúng ta cắt bánh như nào, vâng ạ, để thể hiện vâng ạ sự ngọt ngào trong tình yêu. Vâng ạ, bánh đã được cắt ra rồi. Bây giờ xin được mời cô dâu và chú rể 12 em trung tính và Kim Yến, chúng ta hãy trở về bệnh nắp sông banh để nói lời khai tiệc chúc mừng.